thực hư thông tin nam em nợ 4 tỷ đồng. Trao đổi với thanh niên, đại diện của nam em cho biết thông tin cô nợ 4 tỷ đồng là không chính xác. Người này nói đây là số tiền một fan tự nguyện cho người đẹp và cô muốn trả lại dần. Nam em cho biết cô không nợ tiền, chỉ trả lại 4 tỷ đồng được fan cho những ngày gần đây. Thông tin nam em nợ số tiền 4 tỷ đồng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Nguồn cơn xuất phát từ việc người đẹp thường xuyên livestream và tiết lộ nợ mẹ nuôi 4 tỷ đồng, phải nỗ lực chạy sâu để kiếm tiền trả nợ. Cô nói, tôi đã cố gắng rất nhiều, bươn chải để sống cuộc đời ý nghĩa. Tôi tự nhắc nhở bản thân phải vui vẻ, nhưng lại không tìm được niềm vui. Tôi đang đối mặt với nhiều áp lực từ việc nợ nần. Tôi cố gắng hát để kiếm tiền trả nợ nhưng cuối cùng lại đâm đầu vào nhiều vấn đề khác. Nam em phản hồi về tin đồn nợ 4 tỷ đồng. Trao đổi với thanh niên, người đại diện của nam em giải thích số tiền 4 tỷ đồng mà người đẹp nhắc đến là khoản tiền một fan mà cô nhận làm mẹ nuôi tự nguyện cho. Sau này, mối quan hệ giữa người đẹp 28 tuổi và mẹ nuôi không còn tốt đẹp. Dù người này không đòi lại tiền nhưng nam em vẫn muốn trả và đang tìm cách gửi lại dần. Đại diện nam em phân trần rằng cô chỉ đi hát, không sản xuất phim hay kinh doanh để thua lỗ nên sẽ không mắc khoản nợ lớn đến vậy. Thời gian qua, chuyện tình cảm của nam em cũng nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Thời gian qua, nam em thường xuyên livestream trò chuyện với người hâm mộ trên kênh TikTok cá nhân. Điều khiến nhiều người chú ý là người đẹp gốc Tiền Giang thể hiện những dấu hiệu bất thường, có lúc khóc lóc, khi lại chửi bới rồi lại năn nỉ dân mạng tha cho mình. Điều này khiến tên tuổi và những chia sẻ của cô trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội. Nhắc về vấn đề nợ nần, nam em tâm sự, tôi hứa là tôi sẽ trả, dù đó là tiền cho nhưng tôi vẫn trả. Tôi biết nợ tiền là cái nợ rất dễ trả. Chỉ có nợ tình cảm mới khó trả. Nếu thật sự để trả số tiền đó thì tôi rất vui vẻ, hoan hỷ kiếm tiền rồi trả. Trong một livestream gần đây, nam em tâm sự bản thân đang gặp vấn đề tâm lý, phải uống thuốc để điều trị bệnh. Người đẹp sinh năm 1996 tiết lộ những lần cô xuất hiện chỉnh chu, tạo vẻ ngoài đẹp để chỉ để được vui vẻ khi gặp người hâm mộ. Thực tế cô không dư giả nhiều tiền như khán giả tưởng. Có lúc, nam em chia sẻ không còn muốn làm nghệ sĩ vì chịu áp lực quá lớn từ dư luận. Nhưng khi khác, cô lại mong khán giả yêu thương để có thể tiếp tục đi hát. Thậm chí, người đẹp còn bày tỏ muốn livestream để bán hàng, bán quần áo kiếm thêm thu nhập và tiếp tục cuộc sống.